Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nay thế giới động loạn, thiên tai, dịch bệnh, xã hội bất an, chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng làm thế nào giúp đỡ xã hội hóa giải, giảm nhẹ, đình trệ những tai nạn này. Đó chính là hết lòng học Phật, hết lòng tu hành kinh Địa Tạng vô cùng quan trọng. Từ kinh điển chúng ta thấy được Thế Tôn giao phó sứ mạng giáo hóa chúng sanh trong thời mạt Pháp 9.000 năm này cho Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên Địa Tạng Bồ Tát chính là đại biểu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời mạt Pháp. Địa vị của Ngài vô cùng đặc biệt, Ngài thay thế Phật. Chúng ta thấy trong kinh này, hết thảy Bồ Tát nhận lời phó chúc đều ủng hộ Địa Tạng Bồ Tát. Trước giảng đài chúng ta thờ Địa Tạng Bồ Tát, mọi người đều nhìn thấy, chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Ngày nay thế giới động loạn, chư vị đều cảm nhận tình cảnh động loạn này rất rõ ràng. Hơn nữa, tai biến nhiều phi thường, bất luận ở quốc gia nào trên thế giới, ở địa khu nào, có nhiều tai biến to lớn. Ngày nay tin tức, thông tin đều chẳng tường trình nữa. Tại sao không tường trình nữa? Chúng ta suy đoán có thể là vì sợ mọi người biết được sẽ cảm thấy khủng hoảng. Vì muốn an định cục diện xã hội trước mắt nên rất nhiều tai nạn lớn đều không tường trình nữa. Đây là điều chúng ta có thể lý giải được. Nhưng những tai nạn này xảy ra như thế nào? Người đời chẳng hiểu nguyên nhân, đều gán cho nó là tai họa tự nhiên, đẩy trách nhiệm cho thiên nhiên, hình như chẳng liên quan gì đến con người chúng ta. Đây là sự sai lầm to lớn. Có quan niệm và tâm thái này, không những tai biến không thể chấm dứt mà càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta sẽ còn phải chịu khổ nạn lớn hơn. Chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng làm thế nào giúp đỡ xã hội, hóa giải, giảm nhẹ, đình trệ những tai nạn này. Đó chính là hết lòng học Phật, hết lòng tu hành. Phật dạy chúng ta tận hư không chọn cả pháp giới và chúng ta cùng một thể. Đây là thật, chẳng giả. Cả bộ Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là giảng về một việc này. Thế giới này hình thành như thế nào? Trong kinh Phật giảng rất rõ ràng, có tình có tưởng thì sẽ biến hiện ra thế gian hữu tình. Chín pháp giới thế gian hữu tình vô tưởng thì sẽ biến thành khí thế gian. Pháp tướng duy thức giảng rất tường tận, thấu triệt. Hữu tình thế gian là kiến phần trong A Lại Gia thức biến hiện ra. Vô tình thế giới là tướng phần trong A Lại Gia thức biến hiện ra. Kiến và tướng đều cùng một nguồn gốc, cùng thuộc một tự chứng phần. Làm sao có thể nói không có liên quan được? Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói, tình và vô tình cùng tròn đầy chủng trí. Như vậy cả hai tình và vô tình mới cùng được. Nếu cả hai chẳng có liên quan như vậy thì làm sao cùng được? Phật lại nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều từ tâm tưởng sanh. Vì từ tâm tưởng sanh nên cái tâm tưởng này là chủ tể. Trong hội giảng Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rõ ràng, minh bạch hơn, nếu chuyển được cảnh thì cũng giống như Như Lai. Đây tức là nói y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm, là ý niệm, niệm đầu. Chúng ta thường nói, dung mạo của chúng ta chuyển theo ý niệm, thể chất của chúng ta chuyển theo ý niệm, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng chuyển theo ý niệm. Tâm của bạn tốt thì tướng mạo của bạn đương nhiên sẽ tốt, thân thể của bạn sẽ tốt, hoàn cảnh cư trú cũng tốt, là do tâm chuyển cảnh giới, chẳng phải cảnh giới chuyển tâm. Khi nói về thời đại, hiện nay, Phật trong kinh thường nói đến chữ điên đảo. Cái gì điên đảo? Người thế gian đều bị hoàn cảnh chuyển, tâm người thế gian bị hoàn cảnh chuyển. Hiện nay tai nạn gì xảy ra, người ta đều đổ thừa cho là tai họa tự nhiên, chẳng liên can gì đến con người. Đây tức là tâm bị cảnh chuyển, đây là sự sai lầm to lớn. Chúng ta xem thời cổ, bạn coi lịch sử, thời xưa nếu trong xã hội xảy ra tai biến trọng đại thì những đế vương, đại thần, quan viên địa phương giống như thị trưởng, quận trưởng hiện nay, tức là những bậc lãnh đạo ở địa phương, họ đều trai giới, tắm rửa, giảm thiện, giảm phần ăn. Lúc bình thường ăn cơm, như lúc vua ăn cơm, có lẽ quý vị có người cũng không biết, trên bàn ăn của vua nhất định phải có 100 món ăn, chẳng kể là vua ăn hay không, đều không thể thiếu. Giảm thiện là gì? Giảm phân nửa, thật sự phản tỉnh, suy nghĩ lỗi lầm, đại xá thiên hạ, làm thêm chuyện tốt, hy vọng có thể chuyển đổi ý trời. Chuyển đổi ý trời trên thực tế chính là hy vọng tâm địa hiền lành có thể biến đổi hoàn cảnh, chấm dứt kiếp nạn. Người thời trước biết làm như vậy, người hiện nay không biết. Người hiện nay cho rằng tai nạn chẳng liên can gì với mình. Người thời trước biết, nhà Nho, giáo, nhà Phật đều biết. Chúng ta biết, phải bắt đầu làm từ bản thân mình.
Thế nên nhất định phải biết, ai có trách nhiệm đối với kiếp nạn thế gian. Mình có trách nhiệm, con người ai nấy đều có thể giữ tâm tốt, làm chuyện thiện, thì kiếp nạn sẽ được hóa giải. Kiếp này là tâm kiếp, căn nguyên là từ tâm, chẳng phải chi khác. Thế nên ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh này thì phải phản tỉnh sâu xa, Đức Phật trong kinh đã giảng rõ nhân và quả. Ngôn ngữ tuy chẳng nhiều, đúng là lời vắn tắc nhưng chứa đầy đủ ý nghĩa, bất luận là đối sự, đối lý, đều nói được viên mãn, rốt ráo phi thường. Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký Tập 13 Hòa Thượng Tịnh Không. Ha ha ha, 闻三摩地所。